Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên chợ phiên, đó là chợ Bắc Hà. Chúng ta đang đứng ở chợ Bắc Hà hôm thứ Bảy các bạn. Bây giờ nó chỉ rơi vào tầm 12 giờ trưa các bạn, hôm thứ Bảy. Mà hiện tại thì theo như mình quan sát thì chợ khá là đông và rất là nhiều trâu. Như các bạn biết đấy, chợ trâu bây giờ thì giá càng ngày càng tăng, nên là trâu được các thương lái cũng như là người dân, các thương buôn, người ta mang trâu đến chợ phiên rất là nhiều. Và bây giờ thì mình không làm lôi thôi mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, thì là mình sẽ đi quay tham khảo giá cả ngày hôm nay, xem so với tuần trước xem nó lên hay là xuống, xem tình hình diễn biến ra làm sao nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đấy, các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, cho mình một like và một chia sẻ. Đây này, những con trâu người ta buộc đây này. Những con trâu này chắc là chưa bán được, mới mang ra chợ các bạn. Đấy, chợ rất là nhiều, rất là đông các bạn. Đầy tản những con trâu to đây. Đây này, những con trâu to mà trên. À, con này người ta đã mua rồi các bạn này. Đấy, con này là người ta đã mua, người ta đã đánh dấu rồi. Và với những con như này thì chắc phải trên trên đầu 4 các bạn. Đây này, rất là nhiều trâu buổi chiều người ta mới đến mà người ta đã mua rồi. Con trâu này to này các bạn này. Đấy, một em trâu to, lưng võng, trâu chân thả, cổ u các bạn, rất là to. Đây này, người ta đánh dấu rất là nhiều. Và bây giờ thì là mình sẽ mời các bạn đi vòng quanh chợ nhé. Ôi, đây có một con to này. Biết là con này người ta mua chưa các bạn ơi. Đây này, con này to. Con này quay sau nhé, con này đánh dấu rồi. Mình xem con này người ta bán với giá bao nhiêu nhé các bạn nhé. Đang con này người ta đang xem giá các bạn. Trâu này các bạn này, nhìn các bạn có thể là chân trâu chân vùng cao này, chân này móng chân đen gọn này. Đấy, con này đẹp phết này các bạn này. Con này rất là chắc trâu nha các bạn nhé. Đấy, con này chưa độ béo nhưng mà nhìn về độ thương phẩm, về độ chất lượng thịt của nó thì khá là ok các bạn. Đấy, mấy em trâu nói chung là về chất lượng thịt thì khá là tốt. Một em trâu, con này nó chỉ cao khoảng là 1 mét. Con này cao gần 1m3 các bạn. Cao gần 1m3. Đấy, con này không biết là chú đang muốn bán với giá bao nhiêu để bây giờ để mình hỏi cho các bạn xem nhé. Đấy, mua đi anh. Xin đi, xin đi. Xin đi. Con này họ đang báo với giá bao nhiêu anh? Không biết. À, xem nào con. À, con này cù đuôi à? Con này bị cù đuôi này các bạn này. Đấy. Này cứ mua là họ xịt cho đánh dấu hả? Mua xong mới đánh dấu. À, con này lên cổ này các bạn này. Con này chắc là cầy, cầy kéo này. À, trâu cầy. Trâu này trâu đúng trâu nuôi các bác nhỉ. Đây này. Chân móng chân này. Đấy. Con này bác băng báo giá bao nhiêu bác? Băng báo 40 à? À, một em trâu đang báo giá 40 khởi điểm các bạn. Đấy, một con trâu bé như thế, nói chung là một con trâu như thế này người ta đang báo giá là tầm 40 triệu. Và cái chất của con trâu này mình rất là thích, đó là cái độ thương phẩm của nó về chất lượng thịt đấy các bạn, khá là tốt. Trâu dòng vùng cao, trâu ở trên vùng cao các bạn, trâu không vỗ, không nhốt chuồng. Người ta đang báo giá khởi điểm là tầm 40 triệu con đấy các bạn. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ đi một vòng. Ôi, đây có con bò to, chắc là nhất chợ ngày hôm nay các bạn. Con này phải tí nữa mình hỏi chủ cho các bạn xem nhé. Một em trâu khá là, một em bò khá là to. Con này tí hẹn các bạn vào một lúc nữa, mình sẽ báo giá cho các bạn xem. Ôi, chợ rất là nhiều các bạn. Chợ rất là nhiều trâu. Một số, nói chung là cái đấy thì mình cũng không biết các bạn. Tóm lại thì bác có một con nghé này. Con nghé này được 89 tháng tuổi này. Đấy. Con nghé này mười mấy bác? 17 à? Con này được cái cao nhỉ. Con này ui, trâu dòng trâu trên miền núi này các bạn này. Chằn những cái móng chân của nó nhìn nó đen nhánh. Rất là đẹp các bạn. Cô ấy đang báo 17. Trâu vẫn xuống giá nhỉ, vẫn chưa lên thì cô nhỉ. Hy vọng nó lên một tí nữa cho bà con đỡ khổ. Một con nghé cô ấy đang báo 17 các bạn. Đây. Ôi, khu vực này nhiều lắm các bạn. Hôm nay rất là nhiều trâu bò.
Ôi, con to này các bạn ơi. Con to vật vã này. Đây này, con to này các bạn ơi. Ôi, con này to thế. Con này cao tầm 1m35, 36, 37 các bạn. Chưa được 1m4. Nói chung là cũng khá là to rồi. Mình quay diện mạo cho mọi người xem này. Đấy. To nhờ, con này rơi vào mấy tạ? Mình thử dự đoán nha các bạn nhé. Con này rơi vào tầm 6 tạ rưỡi à? 6 tạ rưỡi nhỉ? 663 67. Con này báo là năm mấy cô? 54 triệu đấy. 54 8 7 7 7 7 4 9. Con này thế thì con này có thể rơi vào tầm 7 tạ nhỉ? 7 tạ hơi các bạn. Con này thịt chắc, cổ u. Ôi. Ừ, cái móng chân của nó nhìn thích nha. Gọn này, đen này. Đấy, chân tay đầu gối đều đẹp các bạn. Nói chung là chất lượng thương phẩm của con này thì khá là ok các bạn ơi. Này, các bạn nhìn xem. Không mỡ. Rất là săn chắc các bạn. Xoáy này, khoáy này. Nói chung là những con trâu này cầy kéo thì vô địch rồi. Khoai. Con này là gọi là trâu khung to các bạn. Rồi, hôm nay rất là nhiều trâu nha các bạn nhé. Toàn trâu to rồi. Toàn trâu to ở chợ đây. Đấy, con này cô đang báo giá khởi điểm cho thương lái là 54 triệu. Chà chà, một con trâu to quá là to các bạn. Rồi ok các bạn nhé, trên chợ thì còn khá là nhiều trâu bò, mình quay phong cảnh cho mọi người xem. Đấy, rất là nhiều các bạn. Đây này. Đấy, đồng lắm. Buổi chiều người ta đang giao dịch rất là nhiều. Đây chỉ nguyên trâu. Đây này. Ôi. Không biết nói gì ngoài các bạn là toàn trâu to các bạn. Không còn từ gì nữa để mô tả nữa các bạn. Không biết quay đâu và về đâu. Ôi con nghé này đẹp nhỉ. Đây này. Con nghé này đẹp các bạn ạ. Một con nghé này. Đấy, một con nghé mà đang tuổi lớn. Con này chắc vào rơi vào tầm 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi đấy các bạn. Đấy. Con này quá đẹp luôn các bạn. Con này thì mình hỏi giá chắc chắn là anh ấy không nói giá rồi. Bởi vì là anh ấy sợ là tiết lộ thông tin về giá trâu. Nhưng mà con này đẹp. Tí ra mình sẽ tìm một bạn nào đó để hỏi cho bạn xem con này bao nhiêu nhá. Nhưng mà ngoại hình con này khá là đẹp. Và con này người ta bán với tư chất là trâu giống các bạn. Đấy, con này làm trâu giống đẹp các bạn ơi. Con này con đực hay con cái? Con này con trâu đực các bạn. Con này chắc là người ta phải báo là trên đầu ba các bạn. Theo như mình nghĩ vậy. Con này khá đẹp. Mình thử hỏi bạn trai này xem con này bạn trai này bán bao nhiêu tiền nhé các bạn nhé. Em ơi, cho anh hỏi con này bao nhiêu tiền? Trên 40. Trên 40 à? Con này xem mấy tuổi rồi? À, chắc này phải 4 tuổi nhỉ? Tầm 4 tuổi, 4 tuổi 1, 4 tuổi 2 này. Đấy, bạn báo trên 40. Đây. Nói chung là con trâu này lông khỏe các bạn. Lông rậm, cái lông này là lông khỏe này. Đấy, chịu nhiệt tốt này các bạn ơi. Nhưng mà thịt, ôi, sau dạo này xuất hiện nhiều con trâu mà cái độ thương phẩm với chất lượng thịt của nó là gọi là tuyệt vời các bạn. Đây này, móng chân móng chiếc này gọn này các bạn này. Đây là những trâu mà trên vùng cao, không phải trâu vỗ, không phải trâu nhốt chuồng các bạn. Nên là độ thương phẩm của nó khá là đạt. Các thương lái ở miền xuôi thì rất là thích những loại trâu như thế này các bạn. Vì thế là người ta hay lên vùng cao mua. Mọi người đang ôi con trâu này cao thế nhỉ. Ôi. Con này họ bảo bao nhiêu anh? Cao thế. Ừ hỏi đi. Nhiêu? Năm mấy? 46 à? Ôi to cao nhờ. Ôi con trâu này khá là cao các bạn. Đây để anh dắt thử đây xem nó cao này. Ôi
cào thế. Đây, con này vai nó mỏng đấy, nhưng mà được cái cao, các bạn xem vai của nó này. Đấy, vai của nó hơi mỏng và nó cũng thuộc dòng trâu khung các bạn. Để thấy bảo là 46 triệu, bởi vì con này nó chưa béo hẳn các bạn. Con này thì nó có chiều cao đấy, bạn thấy chưa, cao. Con này con này cao thật đấy. Con này phải tí để mình xem độ tuổi của nó các bạn. Đây này, một em trâu đực. Con này 5 tuổi rồi nhỉ, tầm 5 tuổi rồi các bạn, tầm 5 tuổi rồi. Và độ thương phẩm của nó thì khá là chất lượng các bạn. Đấy, dòng trâu chắc thịt. Và những cái móng của nó ở đây này các bạn này, những cái móng của nó ở đây, dòng trâu người ta chăn thả, nói chung là đẹp các bạn. Đẹp ở đây là đẹp về độ thương phẩm, chất lượng tốt các bạn. Đấy, con này vai nó hơi mỏng tí thôi nhưng mà được cái nó cao. Ồ, nó cao tầm trên 1m35 ạ, gần 1m4 các bạn, gần 1m4. Sợ thật. Cao bao nhiêu anh? Anh đoán cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu ấy? Cao ấy? Cao, con này ít nhất phải cao 1m4, hơn 1m4. Vâng, cái chỗ đấy là hơn 1m4 ấy. Cao nhỉ? Cực cao các bạn. Mọi người vừa đo anh kia, anh như anh kia anh phải cao là tầm 1m65, 66. Đấy. Bác bảo bao nhiêu? 46 ạ. Con này người ta vẫn đang xem các bạn. Con này mà béo tí nữa nhỉ. Cái này nó vẫn chưa có độ béo hoàn chỉnh các bạn. Nói chung là về vỗ thì nó vẫn lên. Đấy, trâu khung, đây gọi là trâu khung. Sợ thật. Hôm nay nhiều chỗ. Ui, con này của bác. Ui, con này cũng. Bác xem con này người ta báo bao nhiêu nhỉ? Chắc phải đầu 4 ấy nhỉ, trên đầu 4. Đấy, con này cũng vai cũng mỏng thôi, nhưng mà hôm nay là mình có một cái nhận xét chung ngày hôm nay là rất là nhiều trâu các bạn, và tàn trâu to, tàn con trâu mà trên đầu 4 này các bạn. Ôi, rất là nhiều các bạn. Mình sẽ lên trên cao một đoạn để quay cho các bạn xem. Đấy, xem hôm nay nhiều trâu như thế nào. Đây này các bạn này. Ôi. Ôi, con này to thế nhỉ. Con này cũng to mà lông nó rậm đẹp nhỉ. Đây, trâu đẹp. Con này vẫn là con hôm trước hả bác? À, đẹp. Con này đợt trước 54 đúng không? Ôi, con này đẹp nhỉ. Đấy, cái con hôm nay mình gặp lại. Hôm nay chắc chắn là sẽ bán được con này các bạn. Cực đẹp luôn, to. Đấy, con này người ta bảo 54 triệu. Đây, toàn bộ khung cảnh chợ phiên ngày hôm nay này các bạn. Đấy, một video ngắn mình quay ở trên kênh. Rất là mong quý vị và các bạn chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ. Đấy, chợ rất là đông. Tuy ngày hôm nay mình không hỏi được nhiều, nhưng so với thị trường và thời điểm hiện tại bây giờ thì giá nó có lên các bạn nhé. Đấy, mọi người có trâu thì mọi người có thể là mang ra chợ bán để lấy tiền hoặc là nuôi nhiều nhờ. Đây này, tí từ đầu kia các bạn. Úi trời, đâu cái này hết chỗ này mà phải chắc đây 1.000 con trâu các bạn, nhiều lắm. Con trâu này to rồi. Video này mình quay rất là ngắn thôi các bạn, để cho mọi người biết được cái trâu ngày hôm nay và trưa. Bây giờ nó rơi vào tầm 12 giờ trưa các bạn. Chợ rất là đông. Đấy, mong quý vị và các bạn đăng ký kênh ủng hộ và theo dõi thường xuyên hơn nữa ở trên kênh. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hẹn mọi người vào video sau. Đấy, nhớ theo dõi thường xuyên để biết được cái thông tin thị trường ở trên chợ phiên nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.